Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Như tựa đề video thì các bạn cũng có thấy rồi, thì chiếc đồng hồ hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn sẽ có một thiết kế cực kỳ đặc biệt, một cái đặc thù riêng và chỉ dành cho những bạn nào mà yêu thích một chiếc đồng hồ thể thao thực sự thôi. Độc đáo, mạnh mẽ, tách biệt là những cái cụm từ mà mình sẽ dành để miêu tả chiếc đồng hồ này, và hoàn toàn thiết kế của nó bật ra, nó không giống bất kỳ chiếc đồng hồ đại đa số ngày nay mà chúng ta thường thấy. Mẫu đồng hồ Citizen có mã là CA0270-08E. Cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà mình nhìn thấy chiếc đồng hồ này là khi mà mình liếc sơ qua thôi mình sẽ có đồng hồ gì xấu gì vậy? Thực ra nó như thế này. Có thể các bạn nhìn vào các bạn cảm thấy nó hơi phức tạp, nó hơi rườm rà một xíu. Nó sẽ có những yếu tố mà nó không xuất hiện trên những mẫu đồng hồ wristwatch hiện nay, như là bóng bẩy, sang trọng, gọn gàng, nhẹ nhàng, đơn giản, tinh tế gì đó. Nhưng chiếc đồng hồ này sẽ có thiết kế tổng thể nó theo khuynh hướng là thể thao, mạnh mẽ. Và khi các bạn chịu khó nhìn lâu, nhìn vào từng chi tiết của nó, các bạn mới cảm thấy được nó chiếc đồng hồ này độc đáo, chiếc đồng hồ này hay nè. Vậy thì nó hay như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng nhau điểm sơ qua về thông tin về nó nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về đường kính mặt phía ngang của nó đi. Thì đường kính ngang của nó là khoảng là 43mm và độ dày của nó là khoảng 12mm. Bây giờ mình sẽ ướm thử trên cổ tay 17 của mình sẽ như thế nào nhé. Đó, khá là ôm tay, mình đánh giá chiếc đồng hồ này đeo khá là ôm tay nha, kết hợp cùng bộ dây cũng khá là thú vị. Tí nữa mình sẽ phân tích bộ dây, các bạn cùng xem. Gọn gàng, lịch sự. Cái vần phỏ thép của chiếc đồng hồ này thì được hoàn thiện với nhiều cái đường gờ, nhiều cái đường rãnh rất là sâu, nó tạo nên một cái điểm nhấn mạnh mẽ gai góc trên chiếc đồng hồ này. Đặc biệt là khi các bạn nhìn vào, các bạn cảm thấy là cái phần viền benzen của chiếc đồng hồ này khá là dày, nó sẽ bao gần như là trọn của mặt đồng hồ. Cái phần viền benzen á, phía ngoài các bạn sẽ có một họa tiết giống như là nó sẽ có những cái rãnh giống như là những cái bánh răng, và cái viền benzen này dày, nó có một ưu điểm là khi các bạn có xảy ra va đập, thí dụ như mà rớt như thế này chẳng hạn, hay là chúng ta bị tác động lực ngang, thì phần viền benzen này nó sẽ bị va chạm trước, hấp thu cái xung lực và nó lan truyền lên phần vỏ, nó sẽ ít khi nào mà gây tổn hại cái phần mặt kính bên trong. Riêng những mẫu mà gọi là viền benzen mỏng á, màn hình tràn viền á, rớt vào có thể gây bị mẻ kính hay là bị bể kính luôn. Về nút bấm của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có hai cái nút bấm ở chế độ Chronograph nằm ở bên cạnh phải này, và những nút bấm này được làm khá lớn hình chữ nhật. Đó, mình có người là một ngón tay khá là to nè, tôi nhìn mình khá là béo cho nên mình bấm cũng khá là dễ. Và cái cảm giác mà khi mình bấm cái nút này mình cảm thấy nó rất là sâu và bấm khá là im. Cho nên do cái hành trình phím này sâu, cho nên các bạn đừng lo là chúng ta bị bấm nhầm trong quá trình mà chúng ta cử động hàng ngày. Về tấm kính trên chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có một tấm kính khoáng với hiệu ứng mo cong lên, hơi mo cong nhẹ thôi chứ không phải là mo cong nhiều. Cái bộ dây đồng hồ này là một điểm mà mình thấy khá là thích thú mà mình muốn dành riêng phân tích cho nó. Ở mặt ngoài á, các bạn sẽ có một cái mặt bộ dây da màu đen, và trên bộ dây da này sẽ được dập những cái ô vuông nhỏ chi tiết. Thì cái đặc điểm này chúng ta sẽ thường thấy trên những mẫu đồng hồ thể thao xe đua mà những cái năm ngày xưa đó, thì người ta thường thích làm cái kiểu này lắm. Và bây giờ là Citizen họ mang cái kiểu thiết kế này lại, nó tự gọi cho chúng ta một cái kiểu là cổ điển trên bộ dây này. Và cái viền ngoài của bộ dây này sẽ có một cái đường chỉ màu đỏ cam. Đó, khá là thể thao và hấp dẫn. Phần khóa thì làm khá là dày và chắc chắn, nó không có mỏng mà lỏng lẻo như là những cái bộ đồng hồ mà rẻ tiền đâu, chiếc này làm chắc lắm. Mặt trong thì các bạn sẽ có một cái lớp vải polymer màu cam đỏ luôn, nó sẽ có những hạt sần nhỏ. Thì đặc điểm của cái lớp này là khi bạn đeo vào nó sẽ tạo ma sát và ôm chặt cổ tay chúng ta hơn. Và theo mình thấy thì cái phần vải polymer này có vẻ như nó sẽ không hấp thụ được nhiều nước đâu, cho nên về độ bền thì mình nghĩ là cái phần này nó sẽ tốt, ngoại trừ là nếu nó có dán keo nó bị bung thôi. Mà có bị bung gì nữa thì nó cũng có một cái đường chỉ mai thế này nó kẹp lại, cho nên về độ bền thì mình sẽ đánh giá cái mẫu này khá là cao. Mặt lưng thì các bạn chỉ có một dạng nắp lum dạng đóng vào thôi, và nó sẽ có cái logo Citizen, Eco-Drive cũng như là những cái thông tin phụ của chiếc đồng hồ này. Về khả năng chống nước của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ chịu nước trong khoảng là 100m nước. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái mặt đeo của chiếc đồng hồ này, và đây là cái điểm mà mình đáng nói nhất. Thì tổng thể là cái mặt đeo của chiếc đồng hồ này sẽ tạo cho các bạn cảm giác chúng ta đang nhìn vào mặt đồng hồ catalog của một chiếc đồng hồ xe đua. Các bạn sẽ có tông màu là xám đen chủ đạo, và cái tông màu xám đen nữa khi các bạn soi với ánh sáng thế này, các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng chảy tia nó cực kỳ rõ nét luôn. Không phải là một cái đường chảy tia thẳng đâu mà nó rất là nhiều đường chảy tia. Thì mình nghĩ là do những cái rãnh trên mặt đeo này nè, nó gồm với nhiều rãnh là rãnh sâu và rãnh nông, nó nên nó tạo được nhiều cái hình ảnh, nhiều cái họa tiết hiệu ứng chảy tia hơn. Và bên ngoài thì các bạn sẽ có những cái cọc giờ, sẽ có dạ quang luôn, và bao quanh những cái chân cọc giờ này các bạn sẽ có một cái đường chỉ màu cam đỏ, cực kỳ thể thao. Kim giờ, kim phút trên chiếc đồng hồ này được thiết kế ở dạng là lưỡi kiếm và cũng có dạ quang bên trong. Thì mình có thử hôm qua thì cái màu dạ quang trên chiếc đồng hồ này sẽ có một cái tông màu là xanh lơ, khá đẹp và dịu mắt. Trên chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có những cái ô hiển thị phụ như là 12 giờ nhìn xuống thì đây sẽ là một cái ô kim chỉ phút. Khi bạn bấm chế độ Chronograph ở vị trí góc 9 giờ nhìn qua thì đây sẽ là một cái ô hiển thị là 12 giờ hay là 24 giờ, và vị trí 6 giờ lên sẽ là một cái ô kim dây hiện hành. Góc 3 giờ nhìn qua các bạn sẽ có một cái ô lệch ngày, và ưu điểm của ô lệch ngày này nó sẽ có một cái khung màu trắng nó bao quanh, là khi chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ biết luôn là ô ngày nằm đâu, chúng ta không phải mất thời gian để tìm kiếm. Logo Citizen này cũng như là dòng chữ là Eco-Drive. Thì bên trong bộ máy chiếc đồng hồ này được sử dụng bộ máy là Citizen Caliber B62. Bộ máy này sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời, một nguồn năng lượng sạch, và các bạn chỉ cần đeo vào nạp ánh sáng như thế này thôi. Thật ra những ánh sáng như đèn quay này cũng đang sạc cho nó luôn, thì bạn có thể sử dụng được rất là lâu, chúng ta không phải mất thời gian định kỳ là 2-3 năm đi thay pin. Và pin Eco-Drive này có vẻ là nó hơi bị lâu luôn, từ 6-10 năm luôn á. Lúc trước mình có nghiên cứu thì mình cảm thấy pin này lâu thiệt, thậm chí là những mẫu đồng hồ mà ngày xưa của Citizen luôn tới giờ chưa thay pin vẫn xài ngon lành. Rồi, các bạn nghĩ sao về mẫu đồng hồ Citizen thiết kế đậm nét thể thao này có mã là CA0270-08E này? Các bạn có thích chiếc đồng hồ này không? Và để các bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mức giá bán của chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể truy cập vào đường link đính kèm phía dưới video. Và nếu các bạn muốn mình so sánh chiếc đồng hồ này với những chiếc đồng hồ khác thì các bạn có thể comment để lại bình luận phía dưới. Và nếu cảm thấy nội dung video hay hữu ích thì đừng quên bấm nút like, share cho bạn bè, bấm nút chuông, nút subscribe để cập nhật thêm nhiều video khác, cũng như là tạo động lực để chúng mình sản xuất thêm nhiều video mới nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.